nó cá các bạn ơi. Chạy kìa, chạy kìa, báo cá nha anh em. Giỏi lắm, báo cá các bạn ơi. Báo cá các bạn ơi. Chạy kìa, chạy kìa, báo cá nha anh em. Chạy, chạy, chạy. Cái gì vậy, kia vậy? Ủa, cá chép nó to, nó khỏe. Cá chép không? Cá chấm đây. Trời trời, ghê vậy. Cá chép, cá chép. Dạ, dạ. Ủa, mới xuống. Ba ký á, hơn 2 kg á, còn không còn qua đâu bạn ơi. Khỏi dưới ta, 2 kg rưỡi. Rồi, ok, hơn 2 kg các bạn ơi, 2 kg rưỡi các bạn ơi. Nè, chép đã. Chết tự nhiên đã các bạn ơi. Khỏe rê luôn. Tuyệt vời, báo cá nha các bạn. Cá chép tự nhiên. Mồi tổng hợp trộn nước ủ bắp chua thơm nha các bạn. Tuyệt vời. Cá ăn khôn các bạn ơi. Không chịu lúc phao đâu. Nó chỉ ấy thôi. Nó chỉ kéo nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ nó trồi thôi lên thôi. Là mình đóng luôn. Nó mới dính được. Chứ mà chờ nó lúc phao á, lâu lắm các bạn ơi. Tuyệt vời nha các bạn. Một con chép tự nhiên đã. À, đã không các bạn? Tuyệt vời. Ok, một con chép bằng mồi và tổng hợp trộn nước ủ bắp chua thơm, đã chưa nè. Tuyệt vời nha các bạn. Hôm nay mình không ăn vỏ, bỏ đại ra thôi, không ăn vỏ các bạn nè. À, mình nghĩ là không có cá nên mình không có mang theo cái vỏ đựng cá. Giờ dính là cái vỏ ở đây thôi. À, còn 54 nè. Hết vỏ đó. Đó. 5 bánh nước. Còn 54 là mình quăng ra vào đó là 5 bánh nước nha các bạn. Nước rất là sâu luôn.
cá các bạn ơi. Ủa con chép. Chép. Ủa con chép các bạn ơi. Báo cá các bạn ơi, một con chép vàng ươm. Tuyệt vời. Trời ơi các bạn ơi. Con chép các bạn ơi, to bạn ơi. 2 kg 2 kg. Đó chứ nè. Tuyệt vời. Được con chép rồi nha các bạn. Hồi nãy bông con to lắm. Lưỡi chi nu số 5 nha các bạn. Có ngạnh nha. Chủ yếu hôm nay mình đi săn hàng. Khó khăn lắm á. Nhìn nó nè. Báo cái các bạn. Một con cá chép. Tuyệt vời. Hồ tự nhiên. Tuyệt vời nha các bạn. Nó đã. Ok nha các bạn. Mồi nước ủ bắp chua thơm á, trộn cám tổng hợp nha các bạn. Đấy. Giờ để ở đây đã. Thôi. Mình ra cà ba buồn ngủ lắm các bạn à. Mình ra cà ba cũng ngủ lắm. Mình gắn ra ngoài hồ nhiên nè để mình săn kiếm bạn một con cá thôi. Để quay cho mọi người xem. Thì cái hồ này nó có cá chấm, cá chép, cá mè, cá phi, cá mè dinh. Đó. Cá chấm á, khoảng 3 năm trước á thì ở chỗ của cái hồ này á có thả một ít. Cái mưa nó xuống á, nước nó ngập lên đó, cái cá nó tràn hết luôn, cái chủ bỏ luôn. Hồ này là hồ chứa nước các bạn, để tưới cỏ cho dê ăn ngoài kia kìa. Hồ này sâu tới 8 mét nước, tầng 54 mình đánh được khoảng 5 mét nước á, coi như là nước đi xuống từ 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 vậy nè đó. Còn cá chép này á là không có ấy nha, hồ ở ngoài suối nó vào. Hồ này mới có 3 năm thôi đó, khoảng một sào đất thôi. Má mình hồ có lý trước quay bạn xem á, không có vợt này bắt được cá rồi. Quá trời tiếc con cá chấm rồi, còn đâu khoảng 5 kg, còn chép này khoảng 2 kg thôi. Ok các bạn, thì nói chung lại là hôm nay là mình đi test cái mồi tổng hợp trộn nước ủ bắp chua thơm, kết quả được con chép khủng nè, hồi tự nhiên nè, tuyệt vời không, kéo lại chi đã các bạn ơi, tuyệt vời các bạn ơi. Đây mồi đây các bạn nè, mồi tổng hợp đó, mồi câu tổng hợp của đam mê câu cá của mình nè, và trộn với lại nước ủ bắp á, lần trước mình có quay lại cho mọi người xem á các bạn. Ok chưa? Ok. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn yêu thích cái video này của mình thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Giúp kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Ok. Nếu các bạn yêu thích video cái cám tổng hợp này thì nhớ đặt hàng để các bạn về đánh thử nha, và kèm theo đó là một cái chai nước ủ bắp chua thơm, bạn trộn vô đánh thôi, chép chấm đã lắm. Ok rồi, ok các bạn nha, chúc tất cả các bạn có một ngày xem vui vẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye. Mình sẽ quay lại săn các khủng khiếp quay cho mọi người xem. Ok.